thì vị đó sponsor. Cũng y như chúng ta đang sống ở cõi ta bà lạm hợp, không biết đạo nào đúng, không biết thầy nào đúng, không biết ai đúng. Mình chỉ chạy theo cái số lượng đông mà chấp tướng chấp hình. Phật Thích Ca nói thời này đừng có theo âm thanh là màu sắc, phải theo cái áo màu đủ kiểu nè, theo cái tiếng nói bình dân này nè. Nhưng mà người ta lại không có chịu nghe lời Phật Thích Ca dạy, người ta theo âm thanh màu sắc. Cho nên hôm nay mình mới có vụ chuyển ngân, rồi không cần đốt nhang, rồi lại gái trên mạng rùm xì beng. Cha gần đây cha rất là buồn, là vì sư phụ buồn thì cha buồn, thì sư phụ hay lên vấn an, vấn an cũng giống như con đi gọi thăm cha mẹ. Còn sư phụ hay chỉ ngồi xuống thì cha mẹ về trước mặt, hiện lên trước mặt thì dạy. Nội là mình thấy cái quần áo của mấy người lính thôi, lính mà gác rồi hộ mẹ đó, mấy cung nữ mà hộ mẹ ở trong hãng sư phụ có phòng lớn. Trời ơi, quần áo của siêu luôn, collection cái này màu sắc rất là đẹp, như kim cương vậy. Còn đâu phải mặc đồ như mình màu trắng, màu đen, màu này đâu. Cõi trời không có ai mà gọi là buồn á, vui không à. Thì cha mẹ thường dạy là kêu sư phụ phải gắng nói sao cho họ quay đầu. Tại vì cái màn ba vẫn chưa kết thúc. Cái số lượng mà hồi xưa Đức Thầy Tiên Tri là 10 chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Cái đó bây giờ chưa tới, bữa giờ mới có vài chục triệu người à. Nói mà dịch Vũ Hán bên Tàu vài chục triệu. Rồi bữa giờ bên Israel, Trung Đông, Lai Rai, rồi mùa của chú Hữu nghĩ chừng 100 triệu à. So với 8 tỷ người cũng vẫn chưa gọi là 10 chết 7 còn 3. Tại vì cái chiến tranh thứ ba nó chưa có bùng phát. Mà bây giờ con thấy bữa nay Uẩn thì bữa hổm thì lao nòng súng, Uẩn thì lên đạn, bữa nay Uẩn thì lên xe tăng lái, đúng không? Cái đi hù tay mỗi ngày làm chút, làm đại đi, bắn đại đi, làm hành động hù. Còn Putin cũng vậy, bữa thì cứ hăm hoài à, nhưng mà kỳ này làm thiệt á. Từng tới là cái ngày mình khai lễ, phải khấn tiếp ở trên bề trên tất cả các vị thánh thần. Coi trái đất này là giống như tự chúng ta tạo nghiệp, tự chúng ta phải lãnh nghiệp, trừ khi có một người đại diện khấn. Không biết khấn là gì, người đó giống như giờ một người mà có nhiều tiền hãy đi trả nợ cho cả 8 tỷ người đó là sư phụ á. Mỗi lần khấn là sư phụ mệt lắm, sập sừ luôn á, tức là một cái sự trao đổi á, xin xỏ đó. Tại cái nghiệp quả mà cái quả địa cầu này nó đen kịnh kịnh, mà muốn cho nó trong sáng lại để cho cái tâm mọi người được bình an á, là tất cả mọi người phải biết Thượng Đế là ai, phải biết tâm linh, phải biết quay đầu. Nhất là nước Việt bây giờ á, ngoài muốn mà có lại sự sống bình thường, muốn náo nhiệt rồi có công ăn việc làm, phải đeo dấu thiên tâm. Nếu không đeo á, đeo càng nhiều thì cái trượt nó bớt của nước Việt chừng đó, nó giải được. Thay vì ca sĩ hay là mấy nhà giàu cứ chạy qua miên qua Thái, rồi cái sư phụ thấy mấy clip le có lưỡi cho bỏ mấy cái bùa vô, trong khi mình thứ thiệt ở đây mà không tin, không đi kiếm mình, đi kiếm mấy người đó, có thấy có tức cười không? Trong khi là bởi vì bục nhà không có linh, mấy nhà sĩ đó sư phụ thấy khó đó. Đừng có xài comathon, đừng có xài bùa miên bùa Thái. Người đời không có cần, thí dụ mình có tài, mình ca hay thì người ta ngưỡng mộ mình. Bây giờ thu nghe bên bển nó quá trời mấy vụ đó, rất là buồn. Nước mình là siêu tâm linh mà phải chạy theo tà. Họ là Atula không đó, Thái với Miên á, họ cũng có bùa đó, nhưng mà cái đó nó chỉ là giúp tạm thời. Sau đó người đó mất tuổi thọ, chết yểu, mất tài sản, nó chỉ thành công trước mắt để cho thấy linh nghiệm, nhưng mà về lâu về dài, chừng vài ba tháng sau, vài ba năm sau đi, là tan gia bại sản hết. Những người nào mà chơi bùa Thái, bùa Miên là tan gia bại sản hết. Tôi không phải là chù, tôi là người siêu tâm linh hồn nó thiệt đó. Tôi là con của Thượng Đế, tôi không biết cái gì đúng cái gì sai. Không có con ma nào mà nó giúp con làm giàu được, chỉ giúp tạm thời thôi. Nó lấy của này cho kia rồi ba ngày sau nó
quẩy cho bánh luôn á. Cứ là Hà làm người bình thường, mình không có hên, mình không có được nhiều may mắn, nhưng mà cái may mắn nó sẽ tới cho mình nếu mà mình thật tình thì nó còn được trường tồn. Còn mà đi chuột bùa chuột ngải mà để mà làm lợi á, nó chỉ có lợi trước mắt thôi, được vài tháng thôi, rồi sau đó là thân bại danh liệt. Cho nên mấy đài này gán để lên cho họ biết, không phải là hù đó, nó là thiệt. Tại vì những cái đó là Atullah, Phật không bao giờ làm cái chuyện đó. Nên nhớ nha, Phật không bao giờ làm buồn ngãi hay bỏ gì vô miệng người ta hay đưa Comethon. Sư phụ cũng không bao giờ làm gì, trừ khi mấy con bị trúng bùa trúng ngãi, sư phụ dùng cái tay của sư phụ để lấy cái trượt ra, sư phụ hút trượt cho người sư phụ, thì mấy con sẽ tỉnh táo lại, không còn bị depression là gì đó, nản lắm. Tại vì thường người trúng bùa nó giống như nản khờ vậy đó, trầm cảm. Thì sư phụ trị mấy cái đó được, nhưng mà sư phụ không bao giờ đưa là như kiểu mà mấy ông thầy Thái thầy Miên, chỉ là mặc cái áo thôi cho mấy người đó là quỷ không á. Vậy mà người Việt Nam mình cứ ùng chạy qua Thái để làm gì? Phật không bao giờ dạy mấy cái đó. Phật chỉ kêu mình đọc Lăng Nghiêm lại sám hối, đúng không? Đứa nào mà họ thiên phải biết đọc Lăng Nghiêm. Khi mà nó đọc Lăng Nghiêm là giống như võ công của Thiếu Lâm rồi, không có sợ bị ai đánh hết, bất khả xâm phạm. Còn người tệ nhất cũng phải thuộc chú Đề Bi. Thì sư phụ dạy cái đó thôi, thì mấy con đâu có bị trúng bùa trúng ngải. Còn người thường không có học mấy cái đó thì đi ra bị mấy cái đó. Người này hại người này, cái người này đi chuột bùa hại ngược lại người kia. Bây giờ nó rộ lên cả nước Việt vậy. Trong khi thiên tử đứng đây nói chuyện 5 năm mà không chịu nghe. Mình thấy cái nước Việt mình nhiều lúc nó ngộ vậy đó. Cầm cỏ chạy cờ gần theo. Còn cái này là nguyên hình, nguyên xác luôn á. Mình ở về bữa về Houston, trời ơi sư phụ có hơn của cha một Phật sống, Bồ Tát sống, whatever, Chúa sống gì đó, mà ngồi nói chuyện với đệ tử gần cái đống phân bò. Tại lúc đó sư phụ qua ngồi cái đám cỏ, sao nó mùi hôi hôi, nhìn lại cái bên đống phân bò. Còn mấy ông thầy, ông vô chùa, trời 5-7 nghìn người chào đón, máy lạnh đồ đã luôn á, ăn uống rồi mặc đồ đồ nghiêm trang, Phật tử thì mặc áo tràng rồi chào đón, tức là ma quỷ mà nó phải trịnh trọng. Còn thứ thiệt, đụng đâu ngồi đó, đụng đâu ăn đó. Mình chỉ cần là thành tâm và không có mong cầu, cũng chẳng có cần khen ngợi, chỉ cần những cái lời nói của sư phụ, những hành động thôi. Đừng có chấp cái tướng của sư phụ. Xuống trần sư phụ cũng phải giống như người thường thôi mà, nửa đời nửa đạo. Nhưng mà sư phụ đã từng nói rồi, nửa người thôi nghe chứ đừng nói nguyên người. Nguyên người thường thì cũng giống như những người bình thường, đâu có làm được cái gì. Nó phải có nửa người kia, thì nó hơi khác một chút vậy đó. Chỉ có cái là cứu của quả địa cầu này từ bị diệt luôn á. Lúc đó cha ban lệnh xuống là cái quả địa cầu này bây giờ trượt quá rồi. Sư phụ mới khóc, mới xin cha cùng với đức thầy hạ phàm để mà người nào giữ thì cho họ cơ hội cuối cùng, còn người nào mà không nghe lời nữa thì lúc đó họ mới ra đi. Mà ra đi là cái thần hồn là 10-7, còn 3 là thanh lọc thần hồn á, chứ không phải là xác phàm. Tại vì chết rồi cái thần hồn mới bị trừng trị, mà là được đầu thai hay là mất xác mất hồn, hay là về được cảnh giới thiên đàng, là cái sàng lọc của thời này là vậy. Ở trên trời á, Atullah Dạ So sẽ tăng nữa, nó cũng có thần thông. Ở trên thì dùng thần thông, ai thần thông mạnh thì người đó thắng. Còn xuống dưới trần nó không có dùng thần thông, thần thông nó quá ra một cái loại khác, nó có thể quá ra những cái vật chất thế gian của mình, những cái cám dỗ thế gian cũng là thần thông, một dạng thần thông của để mà thích ứng với cái thần đất nước gió lửa của chúng ta.
Giống như điện thoại này cũng là loại thần thông đó con. Mấy cái này là thần thông quá trời. Không, nhìn ra thấy không? Đó liền đó. Thì thần thông, học sòn cũng thần thông, tiền cũng là thuộc dạng thần thông cho người ta ham mê á. Rồi lấy tiền chưởng rồi lợi ai có giàu thì người đó thắng. Thì đại khái đó là những dạng thần thông. Thì ma quỷ nó xuống đây nó sống song song với nhân loại chúng ta. Thì chúng ta đó, mà không có ma quỷ thì chúng ta không biết sợ và không có không có chịu ngồi tu. Đó là lý do sao những chư tiên về chảnh rồi cứ sống vài nghìn năm sung sướng rồi không có chịu tu, cứ đi chơi không. Tới ngày bông hoa nách rồi hôi đổ rồi tóc rồi rụ xuống rớt xuống trần bịch bịch bịch. Khổ. À, khổ nhưng mà thời nay á, mà chư tiên á, mà gặp được sư phụ mà thức tỉnh được thì một đời khổ thôi đi về. Mà nè tiên nồi nè tiên nồi nè nè tiên không quá trời nó nguyên bàn này tiên hết. Ồ. Mà không gặp sư phụ rồi cái đi tạo nghiệp là gì không biết tu. Rồi nhiều lúc á, có nhiều đứa lỡ như có baby á, không giữ có phải là nghiệp không, bảo đảm là bị đọ liền. Mà trước khi mà bỏ cái xác phàm mà bị đọ đó, cái đứa bé đó, đó ngày nào tối nào luôn giờ nào luôn nó cũng leo lên cổ nó ngồi, nó muốn nó nhẹ cho bông gòn cũng được, nó muốn nặng trăm bao cũng được, nó làm cho nhức đầu nhức cổ, nó làm cho cái đầu óc lưng sưng. Rồi cho tới lúc mà bệnh tật trong người rồi đi xuống đó, đi xuống địa ngục như thế là chư thiên đó. Chứ đừng có tưởng là chư thiên xuống trần mà không bị đọ, Bồ Tát xuống cũng bị nữa. Xuống đây là mình trở về một cái trạng thái số 0, giống như một cái chiến trường lên võ đài vậy đó. Boxing là boxing nghe, không có được chơi chỏ, không có được đá vào lái, không có được dùng sắt đại khái. Nó là một cái thế gian này là như vậy. Xuống đây ai cũng phải như ai hết, dùng trí bát nhã để độ đời, để sau này nhân loại mới theo những cái hành động, những cái gì sư phụ làm á, nó là một cuốn kinh sống, gọi là cuốn kinh sống. Chứ còn nếu mà dùng thần thông á thì nó không có giống cuốn kinh sống. Cái này ô ông dùng ảo thuật phải không, không có ảo thuật. Hưng nó cười nó biết mà, Hưng rành mấy cái này. Chúng ta chết không có hết, chúng ta chết cũng giống như và thiên huệ máu ở trên đi về trời, nhưng mà phải làm tiên rồi mới đi lên đi xuống tự do, không có sự ràng buộc. Còn làm ma hay là làm cửu quyền khó lắm. Đây cửu quyền mà muốn vô đây thân thần sức mấy ông chọn. Bên kia người ta ganh giới người ta rất là đâu ra đó, mình phải ở cao á thì mình mới tự tại, mình về mình thăm con mình, độ con mình. Chứ giờ bà đã chết bữa giờ mấy năm rồi hả? 2 năm làm đệ tử sư phụ cũng 2 năm, sư phụ là người đặt tên thiên huệ mà bà cứ đi lên đi xuống hoài. Cái hỏi sao đệ tử rảnh quá xuống đây hoài, trời ơi con là tiếng ở trên trời mà sư phụ. Ở trên bầu trời này á, nó có cái dấu thiên tâm mà nằm ở trong vô vi á. Sư phụ không biết, bà kể cho con nghe. Ở trên Thiên Long Sơn mình á, nó có dấu thiên tâm mà mắt thường mình không thấy. Chỉ có mấy thằng máy bay radar nó thấy bữa hôm sư phụ đưa lên á. Bà cũng nói, chỗ trên chảnh con nhìn dấu thiên tâm đó, con cứ biết là đi đúng đường xuống. Thì bà xuống lên xuống tới lùi bà cũng quen với mấy vị chư thiên này. Rồi mấy ngày tứ đại thiên vương cũng vậy, cũng rất là gần gũi với mấy đứa này. Ở đây những cái tượng đều là có điểm hết, đều là mấy vị là thiệt hết, không có cái gì mà để tượng mà cho đẹp đâu nghe. Các ông lanh này cũng lợi hại lắm đó, bữa nào ông vui thì thôi ông buồn buồn ông bay lên trời ông hiện nguyên hình trời. Lăng này nè hai ông dấu thiên tâm này bây giờ đi từ Bắc tới Nam, đi tới đâu đem sự bình an tới đó cho nhân loại, cho người Việt. Không hề tốn gì hết, chỉ có lợi, không bao giờ có hại.
không cần phải đi đâu xa, không cần phải qua Thái để chuộc Khmer Tho nè, qua Miên nữa, chỉ đeo cái dấu này thôi là màu nhiệm và được lợi lạc biết bao nhiêu. Mà họ không có chịu làm. Còn ở thế gian này, mình bái ai làm sư mình cũng phải coi. Không phải một ông thầy nào, ông chủ trì một cái chùa nào, hay là một cái nơi nào, cái cốc nào, cái mình chua chua cái đầu vô, ông đặt pháp danh mình là mình chết sống với ông. Cả bản thân ông chưa biết ông là ai, thì là biết bao nhiêu người bị lầm cái đó. Ở những cái thành phố xa, những tiểu bang xa, gọi là cộng nghiệp, đi dưới cầu, thầy trò đi xuống cầu. Còn Thiên Tấn Kiệt này rõ ràng như bàn tay là ai ai cũng biết. Một người khác hơn 8 tỷ người. Còn của Ngọc Hoàng Thượng Đế Thiên Thượng, một trong 12 người con trai, đó là thật. Tại sao thời nay cha phải cho con của Ngài xuống? Là vì cứ bao nhiêu nghìn năm cái trái đất này nó ô trượt, thì cha mới cho lập lại một cái đời, một cái chuyển, một cái công thức mới gọi là chuyển luân đó. Chuyển luân thánh dương, tức là chuyển một cái đời sống hiện tại của mình truy đi lên thành 4D, khác hơn thời AI, thời robot, thời nhân loại sống trong quả ái hiện từ, không có còn cộng sản, không có gia, không còn bất cứ một cái thế lực ác nào trên quả địa cầu. Thì cha cho một người con của cha xuống, chứ ngoài đó có tam thiên đại thiên, sư phụ rất là bận, trên thiên đình cũng rất là bận. Và đồng thời, nếu mà sau khi chiến tranh thế chiến thứ ba là Nga tiêu tan, Trung Cộng tiêu tan, Việt Nam thay đổi giống như hai mặt trời hiện tượng bữa nay, mà không có cái đạo Thiên Tâm ra đời để mà hậu vận, để mà dạy cho người ăn hiền ở lành, thì nó có cả chục người á, cũng giống như cái thể chế này rồi sao? Hay là một chục thằng con cháu vô tinh này sao? Hay là tập giống bệnh, nó cũng sẽ vậy thôi. Cho nên cái đạo đi song song với cái đời. Nước Việt là nước được bề trên chọn lựa, thì từ đó Đức Thầy á, mới đầu thai thành người Việt. Trong kinh có nói mà, Phật chuyển về Nam mà, chứ Phật đâu có chuyển Phật ở nguyên ở bên Tàu đâu. Coi kinh của Đức Thầy nói đi. Chỉ có một cái là Loan Âm Tự đường đi chưa tới, nên giữa đường kẻ rẽ người khi vậy, kinh vậy đó. Thế thôi, ta để mặc tình mạnh ai cứ chửi, khẩu nghiệp nó đầy mình. Sư phụ chỉ sinh 3 lần thôi ha, sinh nhiều sư phụ sinh có nổi. Thì sư phụ biết sư phụ là ai, còn mấy ông thầy chả ông chẳng biết mà ông là ai. Còn mấy con á phải có chánh kiến, bái sư phụ làm thầy thì phải nghe đúng những lời sư phụ dạy, phải biết đọc kinh, biết ngồi thiền. Tại vì ngồi thiền á, trong cơ thể chúng ta có 2 người, một người á, là chạy theo biêu bọt con cái, tiệm neo ế, tiệm neo đắt thì cũng mệt, ế cũng mệt, theo insurance, theo bảo hiểm, theo đủ kiểu á, là một người. Còn một cái linh hồn nó cũng là con người, mà tại sao mình lại coi thường cái linh hồn của mình? Mình không có chịu lắng nghe cái linh hồn mình nói chuyện, mà muốn lắng nghe linh hồn nói chuyện là con cái nó thao thức cái gì, nó muốn cái gì. Còn hơn là mình yên hiếp nó, mình lấn ép nó nhiều năm rồi, chỉ có ngồi thiền mới nghe được nó nói cái gì. Phải ngồi thiền thì mình mới biết được cái chi kiến và mình mới sanh cái huệ. Mục đích của Thiên Tâm là làm cho con người khôn ra, chứ không có thể nào mà tu như là con két mà ăn ớt rồi cái đọc kinh rò rào đâu. Sư phụ không có muốn vậy, đọc kinh là tốt, nhưng mà đọc kinh là một chuyện, phải ngồi thiền là chính. Sư phụ là ngồi thiền là chính. Chỉ có ngồi thiền thì mình mới nghe được cái người thứ hai trong cơ thể mình nó muốn nói cái gì á con. Giống như Hạnh nè, tôi muốn đi về cái sân. Còn ai nó bận quá đâu có biết. Tôi muốn đi về Tiên Long. Khi con ngồi thiền con mới biết rõ được là con thích cái gì, muốn cái gì. Còn hơn là con không ngồi thiền cũng có lây xây lo cơm, nước, gạo, tiền, chợ, búa, ô đủ chuyện hết.
Rồi bữa nào vợ chồng hai người bị stress cùng một lúc, hai người không muốn gây lộn với nhau, đến lúc mà cài giờ điểm mà căng lên á, hai cái trượt mà căng lên nó nổ liền phải không, âm với âm là nổ phải không, phải có người cộng người trừ phải không, người nhịn người ấy, thì chỉ có hai người phải biết ngồi thiền thì sẽ không bao giờ gây lộn và đồng thời có một cuộc sống hạnh phúc, rất là hạnh phúc. Chứ không phải mà chạy tiêu thụ mà không làm gì, không phải chạy tiêu thụ để xin mấy cái tiền này, chứ cho là để cho mấy con khác hơn người thường. Những đứa họ thiên, mấy con cứ soi lại đi, sẽ khác hơn người ở dưới núi nhiều lắm. Từ cái cư xử của mình, từ hành động, từ cái mình biết rõ mình là ai. Cũng giống như trước khi biết phụ thì mấy con cũng lùa quờ quảng quảng, cũng thế này thế nọ, rồi cũng có lúc thành công mà cũng có lúc thất bại, cũng chẳng có biết là nguồn vui lại đâu, giống như nó thiếu cái gì đúng không. À, con bây giờ có thiên tâm, mấy con vững cho bằng thạch, tôi biết chắc là tôi giống như bà Thiên Huệ về trời, rồi tôi được tự tại, tôi bay 36 tầng trời, tôi muốn xuống đây thăm con tôi dạy con tôi lúc nào cũng được. Còn bây giờ mấy bà Phật tử ngoài đó đâu có làm được chuyện đó, không thể nào. Không đi vào ba đường ác là cái phước của họ rồi, cái đừng nói chi mà tự tại bay lên bay xuống. Còn thiên tâm đời sống hiện tại mà biết thiên tướng kiệm, bớt có gây gỗ với những cái co-worker hay đồng nghiệp, hay là thí dụ như hồi xưa ai mở tiệm nail gần tôi nóng máu lên. Mấy con bây giờ cứ lơ đi, mình dùng cái tâm của mình để mình có khách, để mà mình có những khách gọi là người ta khôn lắm, mấy Mỹ trắng họ biết được người nào tốt họ tới, chứ không phải ai vũ giỏi rồi tới đâu. Đó là sự thật đó nghe. Mấy con chỉ cần là một người rất là thật thà thôi là họ thích mình, thì mình chỉ thiên tâm là có thật thà, y như kiểu ví dụ là rất là thật luôn. Có những đứa là tự hỏi sau này Thiên Việt lấy gì để mà hòa đồng thế giới trị quốc này đó, chỗ có thật thà thôi à, chứ ngoài đó chỗ không có tài gì. Thật thà với từ bi, và đồng thời cái chân mệnh của sư phụ phải làm nó khác hơn những cái đảng phái khác, vì sứ mệnh, vì chân mệnh, vì nhiệm vụ, chứ không phải là vì sự tham muốn. Hai cái câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Lấy từ bi để xóa hận thù, để hòa giải dân tộc khắp thế giới, không ai làm được. Mấy con á, cứ so sánh bạn của mình hay là những cái người thân trong mình mà họ không phải là biết về thiên tâm, mấy con thấy cái tư cách của mình cao hơn người ta một nấc, coi kỹ lại đi. Là vì mình biết mình sống, là mình có cái nhà của mình. Đây là mấy nhà chung Thiên Long Sơn. Hàng năm tuy là mình không gặp nhiều, nhưng cũng vài ba lần lễ hội Tết nhất. Rồi mình mang họ Thiên, tôi con của ông trời, tôi trên trời xuống. Tiên mà, tiên thích đẹp, thích sang, tiên thích chảnh. Tiên đẹp, tiên sang, tiên đủ kiểu tiên á. Là mình tự hào mình là Thiên rồi. Thiên tiếng, thiên ngân đồ đại cái. Bên kia người ta chỉ là diệu này hay là tỉnh nọ rồi thôi. Và nhà này là nhà chúng, mình biết con nơi. Và đồng thời mình biết khi mình mất, có sư phụ mình đứng kế bên. Tuy là ở xa, sát phàm sư phụ có tới, nhưng mà lúc đó bảo đảm khi mà bác sĩ rút ống đó, cái câu đầu tiên là trời mẹ ơi sư phụ ơi, đúng không? À, thì ba cha với mẹ với sư phụ sẽ tới liền. Chứ giờ mấy con lúc đó kêu ai chồng ơi hả? Chồng nó đang mừng á, nếu mà nó không phải đạo thiên tâm được kỳ này tôi lấy hốt hết, tôi đi Việt Nam tôi cưới nhỏ nhí, tôi lập lại gánh mới. Mấy con chỉ có kêu cha kêu mẹ kêu sư phụ là thiệt luôn á. Có kêu hoài. Hả? Kêu hoài trúng số nhiều quá. Ông chuyện lớn. Ở đây có mấy đứa kia sư phụ á, có sư phụ bài tới rồi. Có thầy, có luôn á. Nhiều lắm mà, nhiều đứa gặp sư phụ mà. Thiệt luôn á. Sáng nó kể. Nguyên á. Lúc trước cũng mấy đứa.
Nhưng mà đứa nào á mà sư phụ cố tình cho nó thấy sư phụ ban đêm rồi kể lại á, thì cho đứa nào ở xa á, cho nó quên đi, tại nó ngoan kêu hoài thu cũng mệt lắm. Lâu lâu mấy đứa đây này vẫn chơi á, cho nó kể lại cho mấy đứa này biết là thiệt, thì cho vài đứa thấy nhớ vậy đó. Cái giấc mộng thù xó cái là quên liền. Có chuyện kể ra được. Hả? Có chuyện kể ra được. Kể đi, con kể. Bữa con cái nhà hàng con cứ trục chặt giấy tờ hoài nè. Con khi con chồng con á, anh Thi cứ buồn á. Tối con kêu sư phụ ơi, con thấy sư phụ thấy lấy cho mình đắp cho anh Thi. Mà sáng ngày sau đọc giấy tờ con nó được hết vậy đó. Lấy cho mình đắp. Đắp cho anh Thi. Cho con thấy. Dạ. Thường có thể chiếc thăng cỡ tùy theo lúc COVID á, thường chiếc thăng có thể cả trăm cái nghìn người đi tùm lum. Còn bình thường dạo này bớt có chuyện cho nên cũng vài chục thằng kiệt thiên kiệt đi vòng vòng. Nhưng mà thôi thường về núi Cấm, lúc nào cũng ở bên núi Cấm. Để em nói thường còn có một cái cung điện của bạn. Hôm nay á, là chừng nào đã nổi lông chìm, đồng khô hồ cạn búa liềm ra cho. Nhưng mà sau này á, thì người ta dịch lại là cha tìm thấy con vậy, không phải. Cái câu là chừng nào đá nổi lông chìm, đồng khô hồ cạn búa liềm ra cho, tức là không còn cộng sản nữa. Mà không biết mấy ông nội bên Việt Nam á, dịch lại khác. Thì bây giờ cái hồ ở núi Cấm á, là khô. Cùng một ngày cùng một lúc ở Hà Nội hai mặt trời, ở Huế một đống mặt trăng, ở núi Cấm thì ngay cái hồ đó ít có bao giờ mà nó khô lòi đá lên lắm, phải không? Rồi cái sông Dầm Nao bây giờ cạn khô luôn. Cùng một ngày, cùng một tuần, cùng một cái thời điểm, nước Việt Nam rất là nhiều hiện tượng. Rồi ở Kiên Giang á, chim bay vô quá trời luôn, đậu đầy hết, đuổi nó không đi. Thì rồi mấy vị mới giải thích những cái hiện tượng đó là Minh Dương sắp xuất hiện, Di Lạc sắp xuất hiện, Phật sắp xuất hiện. Hồi bữa hổm là hai tiếng sấm rồi phải không? Còn tiếng nữa là Đức Thầy xuất hiện. Đức Thầy xuất hiện sư phụ mới về được. Mà có ngon á, hồi xưa giết sư phụ tôi, bây giờ có ổng mới xuất hiện đời này sư phụ. Sư phụ với Đức Thầy là chiếc đũa, mà xuất hiện chiếc đâu có được. Hồi xưa đó, cách đây lâu rồi, sư phụ thường nói, Đức Thầy nói một câu, ta sẽ gặp con trên đất mẹ, đúng không? Đúng rồi, Đức Thầy có hứa sư phụ câu đó. Thì Đức Thầy có nói thêm một câu nữa, còn cái chế độ cộng sản, Đức Thầy sẽ không bao giờ xuất hiện. Nên nhớ nghe. Còn ở bển mà ai mà nói là Đức Thầy đó là điều là giả, thiên lý thần hay là thế này thế nọ. Tới ngày hôm nay Đức Thầy cũng chưa bao giờ xuất hiện trên công chúng, trên một cái clip nào trên mạng truyền thông. Mà ở bên đó cái nhóm nào mà giả là không có đúng. Mà nên nhớ Đức Thầy không bao giờ xuất hiện khi mà búa liềm chưa có sang trang, rất là rõ ràng. Búa liềm sang trang Đức Thầy mới xuất hiện. Nhưng gần đây Đức Thầy nói sắp xuất hiện rồi đó con. Mỗi ngày á, ngày qua mấy vị còn kêu cho phụ á, con á phải tập sức khỏe rồi cho cường tráng rồi lên để mà làm việc. Phụ không biết giờ chắc hết chán rồi. Năm mấy tuổi sinh với xỏ không rồi nó già nào không hay. Nhưng mà một cái đời này á, là xong luôn á, là nhiệm vụ xong, đời với đạo. Thì bài kính thiên á là đúng luôn một đời này. Ok, mà nói hoài cũng vòng vòng cũng vậy thôi. Ngưng nghe. Nghe hoài không nghe, con phải hỏi, con phải đặt đề tài cho, có nhiều đề tài lắm. 36 tầng trời, 36 đề tài, cõi trời, cõi thế gian, cõi địa ngục, cõi khắp năm châu. Phải, con có đề tài nào đưa đi dù nói cho. Sư phụ ơi, cho con hỏi có phải Vua Minh Mạng với Phật Thầy Tây An cùng thời? Tại hôm bữa thấy con coi trong lịch sử là các khoảng đó nó gần nhau. Con nói gì Vua Minh Mạng là sao? Dạ, Vua Minh Mạng với Phật Thầy Tây An á là cùng một thời. Tại thấy cái năm sinh và cái năm mất gần gần nhau.
khi mà đóng vai á, giống như cha là đạo diễn một màn tài tử cải lương, sư phụ tài tử cải lương, thời đó sư phụ cha kêu con đóng vai Minh Mạng, thì sư phụ đóng vai Minh Mạng. Cùng một thời đó đức thầy cũng có thể đóng một cái vai khác, nhưng mà không có cần phải ra tiếng, có thể đóng vai này đóng vai nọ. Giống như thời xưa Diệt Vụ Dương thì sư phụ đóng vai là Châu Văn Dương diệt Đắc Kỷ Ho Gà đó, lập lên nhà Chu 800 năm á, thì là sư phụ. Đến vô nước Việt á, sư phụ đóng vai vua của nước Việt cũng mấy đời, vua Hùng Dương nữa. Tức là tất cả trong cái truyền kỳ mà sư phụ lập là làm cho nước Việt á là nhiều lắm, mà vai nào á nó cũng phải đúng với cái A Lại Gia Thức của mình. Bây giờ con làm gì á, cái A Lại Gia Thức là nó rút tỉa kinh nghiệm cho những cái đời sau. Thì cha mới nói ok rồi, cái vai này con đóng được á, ở vai này ok rồi, đức thầy đóng được. Thì đức thầy mới tuân lệnh của cha xuống. Cho nên kinh điển của Phật giáo á, là lúc nào đức thầy cũng tuân lệnh của Thượng Đế và tuân lệnh của Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà xuống chặt. Còn sư phụ á, là con của cha đóng một vai. Chứ giờ cái màn kịch ở trên sân khấu một mình sư phụ đóng sao nổi. Bây giờ con thấy một đống người cùng đóng vai phụ vai chánh tùm lum bên nước Việt đó, tùm lum á. Tự nhiên ông cà phê tỉnh tửng lên nói tùm lum á, ông cũng là trong cái phát kẹt á, rồi thêm ba rồng lửa bữa nay nhốt chưa nhỏ đấy. Ở con rồng lửa này xuống trần, sư phụ kêu á du à cùng phe với mình, nhưng mà du á không có chịu nghe lời mình, du sẽ bị nhốt, và chỉ có một người cứu du duy nhất đây. Ông nói thiệt, từ đó bữa giờ ba bị nhốt 3 năm rồi phải không? Thấy sư phụ nói trúng không? Sư phụ nói ở ngoài trên mạng này chơi mà thiệt không á, tại sư phụ monitor quá không, tại vì lúc nhảy dù xuống mình cũng phải lo cho đồng đội mình, nào làm chuyện gì nhỏ, nào làm chuyện gì quá không hả, không nghe là dính. Nhiều. Còn ở trong cái hàng to của nước Việt, các ca sĩ đồ á cũng nhiều, con ông cháu cha cũng nhiều lắm. Tại vì sau này á nó mới về, nó mới khuyên ba của nó trả ơn như thác phạm, nó phải khuyên ba ơi vô gõ mỏ đi, sư phụ con nói vậy đó. Ông vô gõ mỏ thì không đâu có bị ở tù, thời nay không ở tù, không ở mỏ thì đâu có đi theo thầy Thích Trúc Thái Minh. Tại sao này sư phụ dùng cái chùa Ba Vàng là cái nhà tù của mấy đảng viên cao cấp, bây giờ nó cũng gần như nhà tù đúng không, lại trong đó vong nhiều á, mình ngăn lại mình cho mấy ổng vô gõ mỏ vòng bốn cửa ghét thôi, còn trong đó chỉ cho ăn đồ chay thôi, không cho ăn đồ mặn. Mấy ông đọc Lăng Nghiêm đi. Hả? Sư phụ quá từ bi luôn, ở cho tù mà sướng quá hưởng. Sư phụ đâu có màng cái thế gian nói sư phụ thế nào, sư phụ chỉ miễn làm sao á cha ấy, mẹ cho sư phụ cái tòa bông sen khổng lồ. Kinh Địa Mẫu mẹ nói mà, về sum họp với cha kỳ này là kỳ cuối. Chứ mẹ đâu có nói là con xuống hoài đâu. Tại vì ở trên trời sư phụ có một cái đời sống, có nhiều chuyện quan trọng phải làm chả. Mẹ ruột con đang ở chung nhà hả? Dạ không, ý là cũng có nhiều người nói là, cũng nhắn tin cho con nói là trong gia đình chỉ có một mình người đó biết thôi, và giống như con cũng vậy, trong gia đình con chỉ có một mình con biết thôi. Con cũng ráng đọc kinh, thì không biết là khi con đọc kinh như vậy á, thì có thể cảm hóa được cái thần hồn riêng của họ hay không? Ok, người đó đã chết rồi hả? Dạ không, còn sống. Thì con phải nói như vậy, cảm hóa được họ không? Con dùng chữ hộp vô kìa. Bây giờ á, mỗi ngày á, mẹ con á, bả còn hung hăng đúng không? Con bây giờ hỏi thiên. Thì con cứ đọc kinh. Ngày đầu á, bả hít, bả nhéo. Nhưng mà privacy bả giỏi lắm là bả ổng cửa cái gầm thôi. Con cứ việc đọc, cứ nhẫn nại đọc. Ngày thứ hai,
bà sẽ không có làm đó nữa, cũng biết là không có tác dụng. Thứ ba, bà không thích nghe bà lái xe bà đi, cũng đừng có bao giờ khuyên người ta mẹ nên tu, đừng bao giờ lên tiếng hội thiên không có được, kêu gọi ai thì hội thiên nha. Tôi đã dạy hết tất cả để tự tâm ta, con kêu là họ sẽ mất cái duyên ở đời này, tại vì con người nó không có đủ phước á, nên hội thiên chúng ta giao duyên rất là tự nhiên, chưa bao giờ kêu ai là theo sư phụ hết đó. Thứ thiệt nó vậy, khác thứ dởm. Ở nhà như con cứ làm như thế vài ba lần. Rồi hồi xưa con cũng thật sự cũng là lăng tăng tùm lum đúng không? Hôm nay con nghiêm chỉnh lại thì bà sẽ ngồi bà so sánh. Ủa nó đang lúc trước tôi nhớ nó đâu phải như vậy đâu. Mà bữa giờ nó vô để ngồi đọc kinh bây giờ nó thành vậy. Ồ chắc là có cái gì hay trong kinh nha. Là chỉ nghĩ như là bà sập bẫy của con rồi. Thì con độ như vậy, chứ con đừng có tưởng con đem cái kinh về ngày đầu tiên mà con kêu bà ra, mẹ à, bữa nay con biết tu rồi, con cái này tốt, con có sư phụ giỏi rồi, tiên nó kiệt. Thằng đó thằng nào, né chính mẹ, là xong. Con làm như vậy là con bị mất cái duyên với người đó. Cái ngã của họ, lúc mà họ chưa có get ready, chưa có sẵn sàng, con có nói kiểu nào nữa. Rồi con có kể sư phụ, có bảy dòng hồ quen, chị được bệnh rồi, con có ông trời. Chúa xô tái lâm rồi chuyển luôn thánh thiên, con có nói kiểu nào nữa, nó không có mê rồi. Con có đọc 1000 bài kính thiên mà của mẹ viết về cuộc đời sư phụ cũng chẳng có ăn nhậu gì hết, 513 câu cũng không tác dụng luôn. Nó không phải dễ độ một chúng sanh đâu. Cái hội thiên chúng ta là những cái lớp đầu tiên khi mà sắc phàm còn ở tại thế, là mấy đứa con cũng là thuộc dạng hộ pháp, chịu một cái khổ chung với sư phụ. Nhưng mà khi chúng ta mà ra đi rồi, cả dòng họ các con là độ, là nhờ được những người ngồi đây nè, họ sẽ quản hồn cả dòng họ luôn á, họ theo. Còn bây giờ con chưa cái con mới có họ thiên đeo dấu thiên tâm, đừng có nói gì ai hết. Ai thấy cười cười hỏi này là gì, ổ này đẹp tôi đeo vậy thôi. Đừng có bao giờ đem cái đạo của mình hay là về sư phụ của mình hay về cha gì nói, nó hơi sớm, người ta chưa có đủ phước. Dũng chữ thật sự là họ không có đủ phước. Tự động từ từ thôi, nhưng mà nước nhiều thì thấm đất á, từ cũng là thấm à. Cũng giống như hụ vậy ha, trong đám mấy con đang ngồi đây nè, bảo đảm có nhiều đứa xưa cũng mất nhéo, cũng chửi sư phụ đó, có không? Có phải không hả? À, ao này hả? À, vậy hàng chi nãy giờ chạy theo sư phụ biết nhiều lắm ơi. Cho nên sư phụ rất là chấp nhận. Cả sư phụ á cũng là người như vậy. Năm 2010 sư phụ là một chủ đang 2007 sư phụ là một chủ đang giàu có, đang có một gia đình hạnh phúc. Tự nhiên sư phụ thích đi tu, bỏ hết chủ, thấy cái hãng ai muốn làm gì làm, chỉ lấy cái building mở chùa thôi. Mình biết là mình hướng muốn tu thôi, chứ cũng chẳng có biết gì hết. Rồi cuối cùng rồi cũng ly dị, là vì mình muốn đi tu, vợ mình nó không muốn tu. Câu chuyện ai cũng biết, thuộc gậy tấm tắc. Khi ra lại giải thích mình, nó lái gì mình cũng được, mình không có cản được cái đó. Rồi cho tới ngày hôm nay, tới 2007, xong mới lúc đó Đức Thầy với chị Thánh Mẫu Liễu Hạnh với Phật Hoàng Trần Nhân Tông với mấy vị thần của nước Việt về mới nói: con có sứ mạng cao cả, chưa có làm xong, không có đi tu. Rồi nói sư phụ này nọ, thiên tử rồi con của trời này nọ, sư phụ đâu có tính. Tại sư phụ nghĩ đơn giản lắm. Cái thằng Elon Musk, nó là phải con trời xong nó dạt quá. Sư phụ cứ nghĩ trong đầu là con của ông trời là phải siêu nhất quá không? Là phải giàu nhất, phải nhiều tiền nhất quá không? Phải sức mạnh cũng giống như Hercules gì đó, là Popeye gì đó. Mình cứ nghĩ như vậy, chô đấu tính, cho bệnh muốn chết luôn á. Rồi bệnh hoài mà đang mạnh căng sẵn. Đến lúc mà bắt đầu mấy gì mới về nói, tại lúc đó con người mình, người của sư phụ lúc đến lúc lúc giờ á, thì ở trên đầu á, nó có giống như cái siêu, giống như con mua điện thoại nó có cái stem á. Thì lúc đó mấy vị mới gỡ cái stem ra. Cái stem nó cũng giống như là gỡ ra như một cái bóng đèn vậy. À, con ông trời thì nó có bảy dòng hồ quang đó.
thì ở trên trời mới biết là sư phụ đang ở đây thì mới thấy được. Còn lúc mà lớn lên á, rồi cứ cho sư phụ học hỏi trong trường đời, học những cái khổ của thế gian, thì phải siêu cái này lại để cho ma quỷ nó đừng có thấy. Sư phụ không có sợ người phàm, sợ xe tăng với ma quỷ không ạ? Thì đến ngày đến giờ mà đi ra để mà độ đời á, thì mấy vị mới gỡ cái siêu ra. Gỡ cái siêu ra thì lúc đó, trời ơi, mình không có tin tâm linh, con bệnh chết luôn á. Nó hành, chịu không có nổi. Hết chuyện này, chuyện kia, đi vô nhà thương, đi ra mổ tùm lum. Rồi từ đó đó, thân nó không phải là thân phàm mà thân thánh này. Thì từ đó sư phụ bắt đầu mới tin. Chứ giờ sư học ở đây từ lớp qua Mỹ học lớp 7, lớp 8, lớp 8, lớp 7. High school ở đây, đại học ở đây, đi làm chủ với mấy người thấy tối ngày không vậy? Thì con nghĩ mấy cái chuyện này sao mà tin được. Thì đến mà không tin thì bệnh, không tin thì bỏ xác đi về thôi. Tức là không có chịu làm việc, tức là mình lì á. Không tin có nghĩa là bị chấp á, con hiểu không? Tin bất linh tại cái ngã, tại cái đó cái ngã sư phụ cứng lắm. Trong khi sư phụ lớn lên đây mồ côi không cha mẹ, không sợ, không mình dũng chứ, không sợ gì hết, không sợ nghèo, cũng chẳng sợ chết. Lúc sư phụ 16, 17 tuổi á, phụ độ mấy chiếc xe mà bỏ thu bồ á, đua á, chiều đi học về lớp 9, lớp 10 á, là rủ mấy người trắng á, nhấn cái bánh xe bự bự á, chạy lại 100 mile giờ á, bị lật mấy lần, gan lắm. Tức là mình coi như là cái dũng của mình nó quá nhiều đi, cho nên ở trong trường ai cũng sợ á. Mấy ông bạn thấy im im vậy á, mà làm ghê lắm. Rồi chạy Harley Davidson, chỗ chiếc xe nặng 3000 pound, tứ có chút bẻo mà cũng chạy mà phiêu ơi, âm rồi chạy off road mấy cái núi nè, thu làm đủ kiểu hết. Rồi lái bo 80 km/h một giờ, mà có những bữa mà đi ngang cầu gô anh gây sóng á, sấm chìm nữa. Cho nên những cái gì mà nguy hiểm nhất trên thế gian phụ trải qua hết, không có cái gì mà không trải qua nguy hiểm. Thì đến khi mà mấy vị mới nói là con là như vậy, chân mạng con là như vậy, sau này con sẽ lập đạo, sau này con sẽ độ chúng sanh, sau này con sẽ làm vua nước Việt, cái mình mới cười. Vua thì cha của mình phải làm vua, cha của mình chết queo mất tiêu rồi, ông Thợ Mập cũng chết rồi, sao làm vua được? Sao mấy vị nói gì thôi, mấy vị không có giải thích. Thì những năm đầu khổ lắm, xác phàm bị nhiều cái thử thách. Cho nên bây giờ ai không tin sư phụ rất là chấp nhận. Tại cả bản thân mình không tin. Rồi từ đó mấy vị mới dạy dỗ. Cái ngày đầu tiên mà năm 2017-18 mà bắt đầu trước Covid, ngay chỗ cái phòng trong này, nói về chuyện tiên cơ đó. Tại vì lúc đó sư phụ đã tin rồi, rồi sư phụ mua núi rồi, rồi bắt đầu. Nhưng mà mấy vị kêu không có được nói, ai biết hết. Tối ngày anh em trong nhà nó chửi, mày già quá mày tin gì đó, thờ tùm lum. Rồi đi đem mấy ông rồng vô trong phòng thờ, đại rồng mấy ông thủ có hai kim thân của mấy vị á, là mấy tưởng nào là decorate thôi cho vui đúng không, cho đẹp á, không phải mấy ông thiệt. Cái mà mỗi lần bạn mình tới mình nói mấy ông này là thiệt, nó chửi mày điên quá hả, bằng cây mà thiệt. Đại khái bị nhiều cái ai cũng chửi á, bạn bè cũng chửi, nhân viên mình nó càng chửi nữa, nói thụ rảnh rỗi sanh nông nổi. Nhiều tiền quá, rảnh rỗi sanh nông nổi. Rồi bạn đạo càng chửi nữa, tại vì mấy Phật tử cà gù cà gật lắm, không có biết tin thần thánh, cũng chẳng tin rồng, chỉ tin cái Phật A Di Đà không à. Rồi tới mấy người Mỹ hay thấy nó chửi nữa, mày tối ngày tao thấy mày ngồi thiền không à, mày không có chịu đi rủ tao đi ăn ngoại giao giao thiệp rồi, trời ơi, tám bề thọ địch, khổ lắm. Thời gian đầu không ai chấp nhận hết, rồi mấy vị không có cho nói rõ, rồi nín. Thì từ đó thường mới không có chơi với bạn bè cũ tới ngày hôm nay luôn. Dòng họ ở đây trên thế giới cũng nhiều, thường cũng không có liên lạc luôn. Ai nói họ chỉ chửi với họ bị khẩu nghiệp, mình thương họ thôi. Rồi sống lưu thủi mình vậy đó, anh em đây cũng cả đóng. Thù cũng người nào không thích cái thù cũng không có nói, không biết đó, không có liên lạc luôn. Rồi anh em ruột cũng bỏ luôn. Bây giờ sư phụ không có họ Ngô nữa. Sau này ngày sư phụ về trời, tất cả các con không có được làm cái gì cho họ Ngô hết.
và cũng không có được làm hình tượng với hụt mà thờ nữa, chỉ có thờ cha mình thôi, độc nhất thần. Hụt chỉ là con cha truyền cái đạo xuống, tại vì họ ngôn là chỉ sanh ngay sắc phàm thua đã trả ơn cho họ rồi, cho nên không có là rùm beng gì bên họ ngôn hết. Dù đã nói trước rất là đơn giản, chỉ thờ cha mình thôi, thượng đế thôi. Thì đó những năm đầu không tin, trời lì lắm, dễ tin, tầm dập dữ lắm. Nhưng mà có một cái ha, có một ngày mẹ mới ngồi mới kể là con coi con chết mười mấy lần, chuyện của mình hồi nhỏ ai biết. Ồ vậy mà mấy vị kể giống như là chuyện ngàn qua vậy đó, trời mình mới hoảng hồn phải không. Rồi những câu chuyện chết sống, rồi đi vượt biên, rồi gặp thế này kia trong đường đời. Rồi cho tới ngày mà mấy ông rộng xuất hiện á. Tại vì có ngày một nhân viên ở trong hãng KNT 4 giờ sáng nó vô ổng đi làm, có tên là ông Quang. Thấy không? Cái ổng vừa đi theo building của sư phụ là từ đây tới đó, ông chạy tới cái đầu đường, ông thấy nguyên con rồng bự bề tròn á, bự hơn cái container nữa, mà ổng quảng hồn, ổng thấy bay lên, bay từ trong cái phòng bây giờ á, chỗ sư phụ á, mà bay, ổng đậu xe vô, ổng quẹo lại vô, ổng ngồi ổng niệm Phật, mà ổng ngồi ổng nói cỡ khoảng ít nhất á, hơn nửa phút rồi. Bay lên nguyên thân luôn, hiện nguyên thân chứ không phải là máy nha. Rồi sau đó từ từ mấy vị bắt đầu mới dạy sư phụ cách communication với họ. Rồi mẹ mới dạy. Thì cái có một lần bà Thượng Tế Công nói bây giờ nói bây giờ con đi tìm một vị thầy ở thế gian để dạy con, tại vì con là không phải người phàm, con là mang thân phàm nhưng mà thân cũng đã ra thành thánh rồi, chân mệnh cũng là không phải là người phàm nữa, bây giờ phải làm sao, con phải cần có một người thế gian nhận để làm thầy. Cái hòa thượng nắng ông nói con đã là thầy của tất cả thầy, tự con chỉ ngồi thiền thôi, con không có ai là thầy con hết. Ông nói mình nó quán hồn luôn. Thật sự tới ngày hôm nay thù không có vị thầy nào, thù chỉ học lớn chỗ vị thầy này, vị thầy kia chút kinh nghiệm trong lúc mà mở chùa rồi giao lưu với những vị hòa thượng lớn có trình độ cao ấy. Tới ngày hôm nay cũng chưa có ai là gọi là bổn sư đó. Thì hòa thượng Tế Công nói đúng, ân sư y chỉ sư rồi đại khai có nghe, mình nhất sư nhất tự nhất sư, nhưng mà sư phụ không có một vị mà kèm sát để dạy. Còn những đứa họ thiên gần sư phụ á, sư phụ kèm sát, sư phụ biết nó gì sư phụ dạy thì là sư phụ, là sư phụ thiệt. Còn mấy đứa con ở xa lâu tới, nhưng mà dầu sao sư phụ cũng lên mạng nhiều thì dạy, thì cũng dạy chung trên mạng thì cũng là nghe được tiếng sư phụ. Cái mục đích là cái ý thôi phải không, và cái hành động nghe được cái ý sư phụ thì hành động thì cũng là sư phụ. Chứ còn mấy vị thầy khác, mấy ông giảng pháp chỉ chung chung mà kinh mấy ông đọc lại, chứ đâu phải kinh nghiệm. Mà khi mà con nghe sư phụ rồi, con nghe những vị thầy khác nói chuyện, đến nói về những tầng trời mà ông đâu biết tầng trời, mà ông chỉ đọc kinh mà ông nói thôi. Còn sư phụ tối ngủ là về trời chuyện sao thì sáng sư phụ kể lại như vậy thôi. Sư phụ vấn an mẹ, gặp mấy vị bình thường, sư phụ nói chuyện rất là bình thường, nói chuyện mấy gì là con dễ hơn nói chuyện với người phàm á. Nên bây giờ họ thiên không có nên gieo duyên với người ta hay là nói về thiên tâm mà dụ người ta gì hết, không có phải dụ, tại vì họ chưa có đủ phước để hiểu. Mà con có nói chữ nào không có không hiểu, chứ chỉ là chứng minh cái hành động của mình á, cái hành động của mình thay đổi hơn, khá hơn hồi xưa, thay đổi nhiều, thì từ đó mình mới chuyển tâm người ta được, chứ không phải tự nhiên mình muốn nói ai lúc nào mình nói. Đó là tại sao có là bữa hổm sư phụ vô nhập thất hai tầng ở đẳng cái lúc đó tổ này là tổ đang đứng đẳng, tổ về tổ nói con cũng giống như ta phải không, bích chi
củ gì? À, củ niên, củ niên diện bích. À, tức là lúc mà cổ mà đem đạo Phật qua Thiếu Lâm á, để truyền chưa có truyền được, tổ cũng phải ngồi nhập thất 9 năm. Thì bây giờ mấy vị nói ngài cười, ngài nói con giống như ta. Rồi lúc đó sư phụ cũng có xin tổ một cái chữ khác ngoài chữ khổ. Tổ mới dạy chúng ta là phải chấp nhận khổ thì tự nhiên hết khổ. Thì khi sư phụ mà nhập thất, nhiều vị về thăm lắm. Hòa thượng, chỗ đó cũng như một chỗ riêng của sư phụ á, common area mà. Thì anh chị em ở trên trời lên xuống y xèo. Cho nên mỗi tầng hai tầng sư phụ cũng phải vô ngồi nhập thất đời đời. Nhưng mà cái đạo á là mình là chính. Cái đạo nó sẽ chính trong cuộc đời sư phụ. Cái đời á chỉ là một cái để mà cho nước Việt có cơm no ấm. Củ niên diện bích. Cái chẳng này dù nói lễ mà khai đạo á, đừng có post Facebook nhiều không con, tại vì nhiều đông quá cái sẵn này chứa đâu có hết. Thế lại đứa là biết là biết tới được rồi, coi video được rồi. Tại vì nếu mà đông quá đó, xe nó nhiều á, theo đi không biết mình đậu ở đâu.